Anh em, hôm nay thì mình sẽ test con game A Win K Win này cho anh em xem nha. Thì khá nhiều em comment mình chơi con game này đi thì ok, hôm nay thì chỉ chơi thôi. Nhưng mà anh em chơi con game thì anh nhớ cho mình là này, game này không hề dễ ăn đâu anh em. Nếu mà dễ ăn thì người nào chơi thì làm giàu rồi đúng không? Không hề dễ ăn nếu với con game hên xui đâu nha. Thì vốn mình hôm nay mình nạp 1 triệu té thôi và mình thường chơi nô hũ anh em ơi. Thì hôm nay thì ví dụ mình chỉ cần ăn lên vài trăm mình sẽ nghỉ thôi anh em ơi. Tầm 3 đến 400, 500 gì đó tùy vào độ hên may mắn của mình. Xui quá thì mình sẽ ăn nhỏ nhất thôi anh em. Thì quay hũ này thì mình thường quay theo kiểu thủ công anh em ơi, chứ mình không quay theo kiểu auto đâu. Rất nhiều người anh em đánh theo kiểu quay auto. Thì nói chung tùy thôi, vốn to tùy vốn mình như thế nào thôi. Hồi ván đầu, ván này ván thứ mấy nhỉ? Không biết ván thứ mấy nhưng mà ít nhất là ván này vẫn đầu tiên mà thấy, bắt đầu thấy lại đấy anh em ơi. Lại trong 6 rồi nha. Thôi đánh nhỏ lại đi, mới nổ xong mình nghĩ là đánh nhỏ lại thôi. Vì nổ mới nổ xong nó không có nổ tiếp đâu, khó lắm. Đây này, hai ván đợi đi chứ đúng không? Hai ván đỡ thua đấy chứ. Đây to nhất, dự xem ván này xem sao nào. Ôi vẫn chưa nổ anh em ạ. Đen vậy ta. Đây này, đây này, đây này. Đúng rồi. Lâu lâu phải cho ván như vậy chứ, 275 này nha. Bây giờ đánh nhỏ lại nha. Bởi mình nghĩ là bây giờ nó chưa trúng đâu. Bởi nó mới nổ xong mà. Ôi rồi. Nổ tiếp rồi ta. Căng vậy. Ôi nổ nhưng mà vẫn nổ rồi. Kệ đi. Đánh càng ngày càng nhỏ nha. Bởi mình nghĩ là nó mới nổ xong, nó khó nổ tiếp lắm anh em ơi. Bán 9.000 thôi. Đấy, vẫn lỗ mà. 8.000 vẫn lỗ 1.000 mà. Ví dụ mình đánh 90.000 là lỗ 10.000 rồi. Một ly cà phê rồi anh em ơi. May mình đánh nhỏ đấy. Mình biết rằng nó mới nổ xong nó cho thua một chuỗi đặc kìa. Trời ơi, sao ván này mình không đánh to ra. 96. Ván này mình vẫn đặt cái được 660.000 đấy anh em ạ. Thôi thôi không sao. Bây giờ lỡ rồi thôi, không tiếc anh em ơi. Bây giờ mình sẽ quay một chuỗi mình đánh nhỏ luôn nha. Cứ từ thôi anh em, không vội không vội nha. Cứ một chuỗi thua ấy đã, thì sau đó mình mới đặt to lại. Đừng có vội, đừng có vì một ván mới đó nó trúng một cái anh em bắt đầu tiếc. Tiếc là em càng thua thôi à. Không có chuyện ăn nó đâu. À, nó nổ liên tục kìa. Vừa đó nó nổ liên tục ta. Khó nhỉ. Khó quá đấy anh em ạ. Quá khó luôn đấy. Thế mà nó vẫn nghĩ ra được. Nó nổ một chuỗi luôn đấy. Nhỏ xuống dưới tầm 250, 230, 270, 278 gì đó ấy. Thì lúc đấy mình quay to là được ấy. Có thể ổn. Bởi có thể một chuỗi mình thua rồi. Rồi ván này nữa là mình quay to này. Trời ơi sao ván này nó nổ luôn ta. Thôi vẫn cứ quay to. Vẫn quay to thôi anh em ạ. Rồi ván này cũng thua 40 ngàn cũng đỡ rồi. Rồi ván này thua trắng anh em ạ. Ván này thua trắng. Đây này ván này được 200 ngàn cũng được rồi. Ít ra nó cũng thắng rồi anh em ạ. Không biết có ăn nổi nó không anh em ạ. Đây này, trời tuyệt vời. Ít ra thắng 40 ngàn là ngon rồi anh em ơi. Còn hơn là thua anh em ạ. Chán mày ta, thua lại 40 ngàn. Ván này mày không thắng là trở lại cắm mắng lợn rồi anh em ơi. Đây, cũng được. Đây đây này, đây này, đúng rồi. Chuẩn vời rồi anh em ơi, 350 ngàn. Quay ván to đi. Hai ván to nữa. Nếu không trúng thì mình sẽ quay nhỏ lại. Đúng, đúng rồi. Super win luôn anh em ạ. Trời ơi. Ngon thế ta. Đó anh em thấy không, pha của mình mà quay nhỏ lại có vẻ tiếc không? Nhiều lúc anh em thấy lúc này do mình thấy là nó mới nổ xong đôi quay tầm 3 ván nữa. Một ván nha. 3 ván nữa mà không trúng không nổ lần nữa ấy. Thì ok, thì mình sẽ bắt đầu quay nhỏ lại. Một ván nha. Hai ván nha. Ôi vẫn chưa, pha 550 ngàn mà. Mình chỉ thắng 55 ngàn thôi ấy, tối đa 55 ngàn đấy. Nhưng bây giờ hên quá anh em ạ. Nó tự nhiên nó nổ quả quả to ấy. Không mấy khi nó nổ quả to như vậy đâu anh em ơi. Một ván nha. Hai ván đấy. Ba ván, trời quay nhỏ lại thôi. Việc gì quay vội đâu. Hai ngàn cũng được, cũng tạm được anh em ơi. Mình cứ quay thăng tiến dần dần lên anh em ạ. Xem thế nào. Xem cách cách đánh này nó có phù hợp không hơn không nha anh em ơi. Đấy rồi, đúng rồi. Như vậy chứ. Đây là 90 ngàn.
Ôi tuyệt vời luôn anh em ơi. Ngon anh em ạ. Ngon nha. Quay ván nữa. Thôi, nhỏ lại từ đầu. May nhỏ lại từ đầu cho anh em. Mình cứ đánh theo một vòng tròn như vậy anh em. Biết đâu nó lại hên. Cách đánh này mình mới đánh gần đây thôi. Mình thấy cách đánh này mình thử té thôi. Đang hên mà. Đang hên mà công nhận tự nhiên cái nổ hũ ấy. Vừa đánh cái cao nhất luôn ấy. Quá là nếu đánh to là mình vẫn lỗ mà. Nổ tiệm nền nhé. Đúng rồi ấy. Đó, ít ra nó cũng thắng mà anh em đúng không? Nên ba mình chắc chắn nghĩ luôn đấy. Không tham anh em. Chứ nhiều khi tham tham lại còn một cái nịt đấy, lúc đấy mới nói là giá như lúc đấy mình nghĩ ngon rồi. Em có nghe được đó không? Nhiều lúc tham, đừng có tham quá anh em ạ. Tham tham còn một cái nịt thôi. Ở ván này mà không thắng là thôi mình nghĩ nha. Ui ngon 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 ngon. Được mà. 800 ngàn này. Còn 200 ngàn là nó không lấy không lên ta. Đúng rồi. 260 có đủ chưa? Còn thiếu 101 nữa anh em ạ. 101 là thôi. Trời ơi, lại xa lại rồi. Thôi ván này không trúng là thì nghĩ luôn anh em. Thôi nghĩ nghĩ anh em ơi. Ít ra mình thắng 1,5 triệu là ngon rồi anh em. Không nên tham lam. Tham lam mình nhiều khi mình sợ còn một cái nịt đấy anh em ạ. Thôi nghĩ anh em ơi. Bye anh em.